Công ty Lưới Nhựa Thanh Hà xin kính chào quý khách hàng. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường các dòng sản phẩm lưới nhựa như lưới đựng trái cây, lưới đựng nông sản, lưới bao hoa, lưới bông tắm, lưới chăn nuôi. Với quy mô sản xuất rộng lớn, công ty luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn nhỏ trong thời gian ngắn, chiết khấu cao cho các đơn hàng có số lượng lớn, vận chuyển và giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Là dòng sản phẩm với nhiều đặc điểm nổi bật như mềm, nhẹ, khó bục rách, thông thoáng nên sản phẩm ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Sản phẩm được dùng để đóng gói dưa chuột giúp tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm, bán được giá cao hơn. Túi được sản xuất từ các sợi lưới mỏng nhỏ, được liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành hình mắt cáo, giúp túi có độ thông thoáng cao, không làm hấp hơi nước hay gây bì nóng như các loại bao bì ni lông thông thường. Túi được sản xuất từ chất liệu nhựa nguyên sinh PE nên có độ an toàn cao, không gây độc hại tới sức khỏe người tiêu dùng và thực phẩm bên trong. Sản phẩm được hàn nhiệt một đầu chắc chắn, một đầu để hở dùng dây thít hoặc móc khóa để cố định miệng túi chặt chẽ hơn. Móc khóa gồm hai phần là dâu và chốt khóa vuông, không lo bị đứt gãy, có thể dùng làm quai sách vô cùng tiện lợi. Ngoài việc sử dụng túi để đựng dưa chuột, sản phẩm còn được sử dụng để đựng các loại trái cây như bưởi, cam, đựng nấm, đựng ớt, đựng đồ vật vô cùng tiện lợi. Ngoài màu sắc xanh, công ty còn sản xuất các màu sắc phổ thông như màu trắng, màu đỏ, màu vàng và đa dạng các màu sắc, kích thước khác nhau, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng của các khách hàng. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như tham khảo thêm các sản phẩm khác, quý khách hàng vui lòng truy cập website hiện trên màn hình hoặc liên hệ tới số hotline của công ty để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất. Đừng quên ấn theo dõi để xem được nhiều video hữu ích nhé!